Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 168 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Đục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bật vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. đêm dài quan ải rút cuộc an tĩnh lại lối vào quan ải chỉ để lại vài tên thủ vệ ngủ gà ngủ gật những người khác rút lui đến bên cạnh một gian nhà gỗ tạm thời dựng lên Mà trước quan ải có các cường giả thì trốn ở trong trướng bồng của mình trong đó tiếng ngáy liên tiếp cùng tiếng trùng đêm đùa tiếng tạo ra thanh âm lạ tai bên trong không gian yên tĩnh có hai thân ảnh vô hình lặng không một tiếng động mà xuyên qua trướng bồng hướng cửa quan ải bước đi lục chỉ đạo tiên cũng không tình nguyện dùng ẩn thân đấu kỹ hắn ta nói bồn tiên đã vài thập niên không sử dụng qua loại tiểu đấu kỹ này rồi làm tặc cũng cần phải quang bình chính đại chứ nhưng lý giật kiên trì đạo tiên đành phải thỏa hiệp cơ quan ải đáp thủ vệ ngủ gà ngủ gật chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua ngẩng đầu lên nhìn một chút cũng không thấy bất cứ dị thường nào đành ngáp một cái sau đó lại ôm đầu ngủ tiếp trên đường đi không thiếu trạm gác ngầm, với chức nghiệp lý giật rèn luyện hàng ngày, cũng không có vấn đề gì. Mà mỗi lần đến trạm gác ngầm, chậm dần cước bộ thủ liệm khí tức, sau đó rất nhanh quay ra bay qua quan hải. Từ trên cao nhìn xuống dưới, lý giật không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quan hải cường giả mặc dù có chút khoa trương, nhưng đấu thần điện hành động cũng quá khoa trương đi. Chỉ thấy kẻ núi phía dưới, cái khuế khắc hạp cốc vài dặm, gần 10 ngày thời gian, chỗ đó đã đứng sừng sững xây dựng nhiều căn phòng xá. Phòng xá lúc này đèn đuốc sáng trưng, đúng là tạo thành một cái thị trấn nhỏ nhỏ rồi. Nhìn qua kiến trúc, lý giật nhất thời có chút sững sờ, không biết cùng bản cùng thiên ma thánh nữ đừng ăn bài ở đâu. Thiên phòng hoàng đế xuất hành, đội ngũ thiên phòng đế quốc cũng không nhỏ, ít nhất sẽ chiếm cứ một số căn phòng ở đây. Lý giật âm thầm thở dài, ngoài trừ dùng biện pháp dò tìm, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt đến khe núi, đến giật nhìn lục chỉ đạo tiên rồi nói. Chúng ta chia nhau đi tìm, nói cách khác, chỉ sợ đến hừng đông cũng không tìm được. Chia nhau tìm sao? Tiểu tử hồ đồ, ta không biết cái gì, mẫu thần của người mặt mũi thế nào, cũng không biết thiên phòng hoàng đế thế nào. Chính là đứng ở trước mặt ta, ta chỉ sợ cũng không nhận biết được bọn họ. Lý giật thật đúng là quên đi, nghĩ nghĩ vỗ đồng một cái, lúng túng nói. Vậy đành thử thời vận thôi. Tiểu tử người rất thông minh, hay là giả ngu đấy chẳng lẽ không suy nghĩ một chút biện pháp sao có biện pháp ta đã sớm nghĩ ra rồi cái này cũng không có biện pháp gì hai người một bên nói thầm sau đó tiến vào trấn nhỏ ở trấn nhỏ có trọng bình trông coi hoặc là đấu thần đại lục cường giả giành trấn đến nơi đây chẳng những lý giận ngay cả lục chỉ đạo thiên cũng phải cẩn thận đấu thần điện sáng tạo nguyên đài kiến tạo nhà cũ nhìn kỹ lại rất có quy luật mỗi bộ nhà gỗ đều rất tiêu chuẩn xây hai tầng chỉ là lớn nhỏ khác nhau xung quanh nhà gỗ là trần nhỏ mỗi bộ nhà gỗ đều an bài một phương thế lực về phần thế lực ở đâu theo nhà gỗ ngoại có gắn cờ xí là có thể nhìn ra được bởi vậy ngược lại lý giật cùng lục chỉ đạo tiên tránh phiền toái hiệu suất tìm tòi cũng tăng lên nhiều gì đạo tiên đó là cơ xí phương thế lực nào tại đấu thần đại lục lăn lộn nhiều năm như vậy lý giật kiến thức cũng rất uyển bác. Vì trường cờ sĩ tất cả các thế lực lớn thấy nhiều hơn, tự nhiên cũng nhận ra không ít. Nhưng hiện tại, trước mặt bọn họ, bình kỳ có chút giống liềm đào, lại làm cho lý giật chú ý. Từ nơi dân rộng này, thế lực nhà này hẳn không có nhỏ, nhưng dấu hiệu này lý giật cũng không có ấn tượng. Bổn tiền tại tiền đảo sống một mình mấy chục năm, người không biết bổn tiền lại làm sao biết. Đi vào nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết sao vào thực lực kinh người, tân hình lục chỉ đạo tiên vừa động, đã lách mình vào trong sân. Trong sân một mảnh yên tĩnh, chủ nhà tự hồ hoàn toàn không có cảnh giới. Hai người cùng đi vào, hướng một cái cửa sổ, ánh đèn lóe lên nhìn vào. Trong cửa sổ, dưới ánh đèn lập đẻ, lại có một thiếu phụ xinh đẹp nâng quai hàm, nhìn một kiện bảo vật trên bàn đến gần cả người. Theo như góc độ nhìn lại, nhìn không rõ nàng đang xem là vật gì. Lý giật cùng lục chỉ đạo tiên liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Không ngờ ở trong phòng này có một thiếu phụ xinh đẹp như vậy. Nàng thoạt nhìn mảnh mai, lãnh diễm và lạnh lẽo. Người ở đây chắc là quyền quý, xuất hành vẫn không quên mang theo giả quyến. Ây chà, có lẽ là lo lắng thể tử mỹ mạo như thế, một mình trong phòng. Đến giật nghĩ ngợi, thần cũng không có chú ý, hướng lục chỉ đảo tiền nháy nháy mắt mới tính toán rời đi. Bỗng nhiên, chỉ thấy có một tiếng vang nhỏ, trong phòng cửa bị đẩy ra, có cùng chàng thiếu nữ thấp giọng kêu. Môn chủ, chén thuốc sắc xong rồi, mời người dùng ạ. Môn chủ à? Thiếu phụ thoạt nhìn giống như khuê phòng oán kia, không ngờ lại là trong phòng của môn chủ gì đó. Lý giật không khỏi cảm thấy hứng thú. Cùng chàng thiếu nữ đem chén thuốc đặt tại trước mặt thiếu phụ, sau đó liền lùi xuống. Thiếu phụ kia lúc này mới đưa ánh mắt nhìn vào chén thuốc. Ngoài cửa sổ có hai vị các hạ, nửa đêm canh ba rình coi phụ nhân không phải là đạo làm người. Bỗng nhiên, thiếp phụ kia buồn bã nói. Đi giật cả kinh, với thực lực của hắn lại toàn lực thủ liễm, có thể xuyên qua các tình huống, trừ vì, trừ vì thực lực đối phương so với hắn cao hơn vài tinh. Chẳng lẽ thiếp phụ xinh đẹp là cao tinh đấu thánh được rồi? Còn như nàng đã cao tinh đấu thánh, có thể cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng là nói rất đúng, hai vị các hạ, bao gồm cả đục chỉ đạo tiên cũng không có dấu diếm được nàng. Quá quỷ dị, quá tà môn. Liên tưởng đến thân phận của thiếu phụ, Lý Giật mới ý thức tới bọn họ đã bị phát hiện. Nếu như đã bị phát giác, lục chỉ đạo tiên cũng quàng côn, giải trừ ẩn thân, lăng lẽ cười đầy cửa sổ đi vào. Đối với hai vị khách không bởi mà đến, tiếp phụ bình tĩnh vô cùng, có chút nhìn lướt qua, bừng lên chén thuốc nhấp một miếng thở dài nói, thật là khổ sở. Lục chỉ đạo tiên giật giật, cười cười nói, cái chén thuốc này tuy khó uống nhưng đối với tu vi của người lại rất có ích lợi. Cái phương thuốc này, người từ đâu mà có được? Các hạ cũng biết phương thuốc này sao? Thiếp vụ sóng mắt lưu truyền càng thêm vũ mị. Nếu như bổn tiên đoán không sai, đây là thiên cực hộ khí canh. Không sai, lục chỉ đào tiên các hạ đêm khuya đến thăm, chính là có ý chỉ giáo gì? Chẳng lẽ là đối với ta, lão thái bà này có hứng thú sao? Thiếp vụ đã biết rõ lai lịch đạo tiên, tự nhiên cũng không phải không biết lục chỉ hai chữ nghịch lần của đảo tiên. Đã biết rõ còn dám nói ra, tiếp vụ này cũng là ẩn thế cao nhân. Lục chỉ đạo tiên ý tứ không trách cứ, hà hà cười nói, tuyệt sát môn bồn chủ ẩn thập nương, thật là có hứng thú. Nếu bồn tiên không có nhớ đầm, hai tuổi so với bồn tiên nhỏ hơn chỉ có vài tuổi thôi. Tuyệt sát môn sao? Ba chữ này làm lý giật cỏ lại, môn phái này có đại thủ sâu như biển. Nếu như thiếu phụ này biết rõ thân phận của mình, đêm nay chính mình muốn thoát cũng là một vấn đề. Ân thập nương xuất hiện ở khuê khắc hạp cốc, có lẽ là tìm chính mình báo thủ đây. Tưởng tượng như vậy, trong nội tâm lý giật liền khẩn trương lên. Vì thêm điền tuổi trẻ, thoạt nhìn rất khẩn trương. không cần sợ, bổn môn chủ đối với tiểu hải tử ngươi không có hứng thú. Lục chỉ đạo tiên, ít nhất ngươi có thể giải thích cho ta một chút tại sao xuất hiện ở trong phòng của ta không? Ngữ khí chợt biến đổi, trong phòng không khí bỗng nhiên bằng lạnh hẳn lên. Chỉ là trùng hợp mà thôi, bồn tiên cùng tiểu tử này đi tìm mẫu thân của hắn. Tìm mẫu thân sao? Ăn thập nương ngẩn người, thì ra tưởng rằng có dự mưu gì đó, thì ra hắn đi tìm mẫu thân ở khuê khắc hạp cốc. Cái đứa nhỏ này là ai? Tìm người nhà là ai? Hắn chính là... Lục chỉ đạo tiên cũng không biết lý giật cùng tuyệt sát môn có kết cục không chết không ngớt, há miệng muốn nói thật. Lý giật sợ đạo tiên gây tai họa vội vàng cướp lời. Ân môn chủ đừng nghe đạo tiên nói bậy. Cái gì mà tìm bậu thần chứ? Rõ ràng là đạo tiên muốn tìm tại hạ, đến đến tìm người thân mặt mà. Ăn thẩm đương hồ nghi nhìn hai người. Lục chỉ đạo tiên bị lý giật bịa chuyện bột phen, cũng tức giận nói. Bồn tiên khi nào nói đến tìm người ta thân mật chứ? Người không phải nói người muốn tìm đi chơi gái sao? Ta còn không tin. Anh ở người vừa vừa đến nơi này. Ây chà, ta còn tưởng rằng ân thập nương là người, người yêu của ngươi. Tính trả chưa nói, Đạo tiên, nếu ân thập nương không là thân mật của ngươi, thì chúng ta đi nào, tiếp tục tìm người khác đi vậy. Lục chỉ đạo tiên cũng không phải là bổn nhân, bị lý giật can quấy một trận như vậy, lập tức minh bạch là lý giật không muốn bạo lộ thần phận trước mặt ân thập nương. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không cần phải biết. Nhưng vấn đề là, ân thập nương cũng không phải bổn nhân. Lý giật đánh ra chút tài mọn, nếu không giấu giếm được nào, ân tầm đương nếu bị lừa thì trăm năm coi như sống vô dụng rồi. Tiểu tử, muốn đi à? Chỉ sợ không có dễ như vậy đâu. Ân môn chủ không phải mới vừa nói sao, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Lý giật thật sự không nghĩ dẫn đến phiền toái, nhất là dưới loại tình huống này, hiện tại chỉ hy vọng nhanh nhanh chạy thoát thần cái đã Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, bốn môn chủ đối với người cảm thấy có hứng thú đấy. Mờ mờ ảo ảo, Ân Tập nương nhìn Lý Giật sinh ra hổ nghi, hơn nữa dò xét thực lực của Lý Giật. Tiểu tử, thành thật nói cho ta biết người là ai. Lúc này dấu diếm tử hồ không có ý nghĩa, nhưng ngoại trừ tiếp tục dấu diếm, Lý Giật cũng không có biện pháp nào khác cả. Hiện tại chính mình còn đang giả vờ, dâu ria, vẫn là có tác dụng quỷ trang. Ân bồn chủ, ta là một tên vô danh tiểu bối, ngài nếu thật sự có hứng thú, nói cho ngài biết cũng không sao. Tại hạ họ An, tên là Đồ Sinh, người của đại thần đế đô. Thật vậy sao? Ta thấy người hẳn là họ lý danh giật rồi. Lời ấy vừa nói ra, không khí bỗng nhiên khẩn trương hẳn. Ăn tầm nương cũng lạnh như băng một quang nhìn vào lý giật, không khí xung quanh đều muốn đóng bằng cứng cả lại. Lý giật đồng dạng cũng bắt đầu đề phòng, thân phận đã bạo lộ, dựa vào tác phong tuyệt sát môn. Kế tiếp, chỉ sợ là cục diện không chết không ngớt. Lý giật, người xem, thân phận của ngươi muốn giấu giếm thật đúng là rất khó. Ta bảo ngươi tuổi con trẻ như vậy, mà đã tấn chức đấu thánh. Ẩn <laughs> thập nương, thực là nhìn trúng tiểu tử này rồi sao? Tuổi của ngươi có thể so kém đại gia ta cấp năm lần đấy. Không sai, ta nhìn trúng tiểu tử này rồi. Lùng chỉ đạo tiên, người có thể đi. Gì? Người nói cái gì? Tiểu tử này khi nào thì chọc tên người chứ? Trên người của hắn thiếu nợ tuyệt sát môn ta sáu nhân mạng ta lần này đến khuê khắc hạp cốc, chính là tính toán thủ thập hắn. <laughs> không phải oan già không đối đầu, đã đưa tới cửa, nếu ta không thu, chẳng phải là không có tiền lý sao? Anh tầm đương sẵn giọng nhìn lý giật, giống như nhìn xem một người đã chết rồi vậy. Ánh mắt kia làm lý giật không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người có thể làm cho lý giật cảm thấy sợ hãi, đấu tân đại lục chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đấu tân điện tổng điện chủ tính là một vị, bằng đảo tính là một vị, nếu như lục trị đạo tiên là địch nhân thì cũng có thể tính là một vị. Trước mặt, lão quái vật dùng mạo không phù hợp này lại có thể làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Có thể luận về thực lực hay lịch duyệt đều so với lý giật hắn hơn rất nhiều. Thế không khí có phận không đúng, lục chỉ đạo tiên còn cố gắng hòa giải. Ân thập lương tính tình càng ngày càng có tính, với một đứa bé không chấp nhận làm gì, cũng để mặt mũi bồn tiên, lần này chúng ta bỏ qua đi. Bỏ qua sao? nó nghe nhẹ nhàng quá. Tuyệt sát môn ta từ khi khai tông lập phái đến nay còn chưa từng có hao tổn sáu vị cường giả. Lý giật hắn xem như đệ nhất nhân. Nếu buồn thả cho hắn, tuyệt sát môn từ nay về sau còn ở đâu thần đại lục sinh sống được nữa sao? Đạo tiên, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể rời đi. Sớm hai ngày thì cùng bổn tiên không quan hệ, nhưng hiện tại, tiểu <laughs> tử này còn thiếu nợ ta hảo tửu, vẫn không thể chết được. Nói như vậy, đạo tiên quyết tâm muốn thò chân vào sau. Có lục trì đạo tiên tăng thêm thực lực của mình, lý giật nắm chắc chống lại được lão yêu bà. Vấn đề là, nơi này chính là phạm vi thế lực của đấu thần điện, nhưng lại tụ tập vô số đỉnh phong cường giả. Nếu như bị vây khốn, muốn thoát thân cũng vô cùng phiền phức. Việc này không nên chậm trễ. Lý giật nói, đạo tiên, lão yêu bà giao cho ngươi, ta tìm mẹ ta rồi chúng ta cùng đi. Nói xong, thân hình di động, liền hướng cửa sổ tháo chạy. Muốn đi à? Không dễ dàng như vậy đâu. Ân thẩm nương mặc dù từ sau mà tới trước, thân thể quỷ bị đã ngăn ở phía trước cửa sổ, đồng thời trong tay run lên, một cây hồng lăng đỏ ao hướng lý giật cuốn tới. Đúng là nữ nhân, vũ khí đều nổi bật như vậy. Chỉ là hồng lăng này bởi vì ẩn chứa năng lượng hùng hãn cũng không phải đáng yêu, mà là lợi khí giết người. Lý giật không dám khinh thường, đấu khí vận chuyển, một đạo đấu khí phóng ra. đảo tiên, tiếp đi. Đầu khi oanh ra, Lý Giật cũng không nhìn hậu quả như thế nào, thầm nghĩ chạy nhanh thoát khỏi cái lão yêu bà này. Thân hình thẳng tắp đâm thẳng nóc phòng bay vút ra ngoài. Cái nhà gỗ tạm thời này dựng lên, hiện nhiên không phải vì đánh nhau mà chuẩn bị. Tại sau lưng Lý Giật, một đạo đấu khí quang hoa đẹp mắt bạo lên, sau đó toàn bộ phòng ở đều sụp đổ. Đồng thời đảo tiên đã ngăn chặn, ít nhất có thể dây dừa một thời gian ngắn. Với thực lực của đảo tiên, thoạt thần không thành vấn đề trong lúc đánh nhau chết sống đã dâm kinh động cường giả bốn phía mấy đạo thân ảnh lập tức liền hướng ẩn thập đường lao đi cũng may lý giận lách mình quá nhanh mà không quên thi triển ẩn thần đấu kỹ cũng không có bị người ta phát hiện trong cháy mắt bay vút ra xa vài trăm mét lý giận lúc này mới dừng thân hình lại huyền phu ở giữa không trung cứ như vậy bay về phía tình linh tộc là không có vấn đề nhưng mục đích tối nay cũng không có đã tới lý giận cũng không cảm lòng ánh mắt nhạy cảm quát qua một lần cũng không có phát hiện bóng dáng mọi người thiên phong đế quốc. Lý giật đi xem nửa vòng. Trong bóng tối, cờ sĩ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Đúng là tiêu chí thiên phòng đế quốc. Tốt quá, đấu thần điện quả nhìn là khi dễ người ta. Thiên phong đế quốc an bài tại cái nơi hẻo lánh này. Đây là rõ ràng, nói cho trừ cường giả. Dạ. Đấu thần điện cùng thiên phong đế quốc không hòa thuận đây mà. Lý giật thần hình giả tốc. Sau một khắc liền đã rơi vào chỗ của thiên phong đế quốc. Là ai? Bông kiền có người thét lớn một tiếng, không gian một hồi bà động, hai cái hoàng thất ảnh vệ xuất hiện trước mặt Lý Giật. Lý Minh, Lý Giật, cầu kiến tiền phòng hoàng đế. Cùng bản dù sao thần phận cũng là đế vương, nên cho cấp bậc lễ nghĩa, Lý Giật vẫn phải chủ đáo. Lý Giật, Lý Thiếu Chủ sao? Thật là ngươi sao? Nghe được danh hào Lý Giật, hai gã ảnh vệ vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy Lý Giật đánh giá một hồi, sau đó không hẹn mà cùng nhau chạy vào trong phòng. Lý Thiếu Chủ đến đây. Lý thiếu chủ đến đây rồi. Đi dần không khỏi tức cười. Thiên phong đế quốc ảnh vệ. Khi nào thì trở nên đồn đồn náo náo như vậy. Những tên gia hòa này bình thường quỷ mị là cái lá chắn của hoàng thất. Tình trạng long trời lở đất tại trước mặt cũng không đổi sắc. Cơ hồ là quái vật không có cảm tình nhân loại. Lúc này loại biểu hiện giống như là đám hài tử vậy chứ. Nhưng lúc này trên tầng lầu có nhiều người tuôn ra. Người cầm đầu tự nhiên là cùng bạn. Bốn năm không thấy, Cung bản cũng càng thêm thành thục và ổn trọng. Đế vương kiến cho hắn tự nhiên, mặt toát ra phong phạm thượng giả. Nhưng lúc này, đối mặt với lý giật, vị đế vương này có can đảm khu trục đấu thần điện, lại biểu hiện có chút thất thố. Bước nhanh đến chằm chú cầm tay lý giật, cung bản lầm bẩm nói, thật tốt quá, thật tốt quá, đi thiếu chủ, không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi. Bệ hạ, ngài thoạt nhìn khí sắc rất tốt đây. Cùng cung bản so sánh, thái độ lý giật cũng có điểm bình thản. Tuy nhìn thấy cùng bản đối với lý giật mà nói cũng là một việc vui sướng. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã rất khó có chuyện gì có thể làm lý giật cảm xúc chấn động rồi. Hiện nhiên ý thức được hoàn cảnh, cung bản cảnh giác nhìn một cái rồi nói. Lý tiêu chủ, vào trong nói chuyện. Mẹ ta đâu? Bệ hạ, trong này không có an toàn, thỉnh thu thập, màu chóng theo ta, đi tình linh tộc nhưng lý giật tự hộ đánh giá thấp chỉ số thông minh của đấu thần điện lão quái vật nhất là hắc y điện sĩ hắc y điện sĩ đại nhân quả nhiên đoán không sai lý giật người rốt cuộc chui đầu vô lưới lúc này có người đăng ý cuồng tiếu vàng lên sau đó khí tức cường giả dày đặc từ bốn phương tám hướng lao về phía tiền phòng đế quốc mà đến lý giật hiện tại mới hiểu được cùng bạn thiên bà thanh nữ vì cái gì được an bài ở trong này căn phòng này ba mặt là núi chỗ này mà đặt mai phục là địa hình thật tốt. Rất không may, công bàn cùng thiên ma thánh nữ đã thành mồi dụ bắt lý giật. Lúc này thiên ma thánh nữ cùng với tiền phòng đế quốc hộ vệ cường giả đều ra ngoài cửa. Hơn 10 người đem tiểu viện không lớn tràn đầy người, mà đám phục kích cũng dùng tốc độ cực nhanh tụ tập lại. Thuần bộ sắc đấu hoàng cường giả, huyền phù ở giữa không trung dùng để đem tiền phòng đế quốc cường giả bao quanh. Đấu thần điện khi nào trở nên hèn hạ như vậy? Liếc giật khóe mắt không ngừng nhảy lên, sát ý chậm rãi sôi trào, ngữ khí lại càng phát ra thật sự bình tĩnh. Hạng y điện sĩ ở nơi nào? Ta muốn hỏi một chút, đánh cuộc đấu còn chưa có bắt đầu, hắn liền định trong này âm mưu bắt ta sao? Tên cầm đầu đám phục kích là tự y, nhưng lúc này, bạch y điện sĩ đứng ra nói, tự y điện sĩ mặc dù trong chín đại điện sĩ, nhưng không am hiểu khẩu chiến, cho nên bạch y điện sĩ nói tiếp. Lý giật các hạ không hiểu đạo lý, bình bật yếm trá sao. Nguyện vọng người muốn gặp hạng y điện sĩ, nếu như thúc thủ chịu trói, chật nhanh sẽ được thực hiện. Nếu không, chỉ dẫn người vĩnh viễn cũng không thấy được hắn đâu. Đủ hèn hạ rồi nhỉ. Tự y điện sĩ, người nên biết, người sở dĩ có thể lên làm đấu thần điện tự y điện sĩ là do đại gia ta bàn tặng. Bật quá, người không biết, đại gia ta đã có thể cho người lên làm tự y điện sĩ, cũng có thể cho người đi theo người tiền nhiệm xuống địa ngục đấy. Một mặt đáp lại, lý giật ánh mắt sắc bén cũng không có nhàn rỗi. Đấu thần điện, thiệt hạ mai phục, ngoại trừ hai đại điện sĩ cường giả, còn có đấu tôn và năm tên hồng y đại tử tế cùng mười mấy tên đấu hoàng cường giả. Loại trận thế này, đương nhiên không phải đấu thần điện có thể toàn bộ lấy ra được. Chỉ cần chiến đấu diễn ra, lý giật rõ ràng, rất nhanh sẽ có càng nhiều chiến sĩ hồng y đại tử tế, thậm chí học viện làn làn đại đạo sư hoặc là cường giả hai đại ma tông lại gia nhập mà chính mình cùng bạn cùng đám hộ vệ thiền phòng đế quốc thật sự có thể là đối tượng bị đối tượng thu hồi đổ lục tình thế bất lợi phi thường bất lợi có thể nói đây là tình cảnh hùng hiểm nhất chỗ này không chỉ có là bảo vệ tánh mạng của mình còn cần bận tâm tiền bà thánh nữ cùng cung bản nhất là đấu vương cùng bản kia bệ hạ xem ra cũng không cần phải thu thập cái gì sau đó ta sẽ giết ra một con đường chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi đây đi giật hạ giọng đem cái kế hoạch nói cho cùng bạn. Dưới uy áp phía dưới, hắn chỉ là đấu vương, tù vì phải mặt trắng vậy, tự nhiên cũng rõ tình thế hiệp ác. Lý thiếu chủ, tùy vào người đó. Giật nhi, tiểu hoàng đế giao cho ta, lão đường giáo huấn một chút đám đấu thần điện, không biết sống chết này. Thiên mà thanh nữ già, mà vẫn cường mãnh, tính tình càng thêm cương liệt. Đường à, yên tâm đi, Bạn năm trước đây đấu thần điện cầm chân con không có biện pháp. Hôm nay, càng không cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Tự ý điện sĩ cũng không có trồng cậy vào chút thực lực ấy mà cầm chân lý giật. Bọn họ chỉ mai phục vầy khôn lý giật, chờ hậu viện sát thủ đuổi tới. Nhưng do lục trị đạo tiên cùng ân thập nương làm loạn, hấp dẫn đốc thần điện chú ý, cho nên đám viện thủ lúc này cũng không có hiện thần. Đi thôi. Lý giật khẽ khẽ quát một tiếng, long uy vô hình trướng hướng trong không gian chấn động. Bởi vì Long uy phân tán quần công, uy lực so với nhằm vào một người tự nhiên yếu hơn mấy lần nhưng đấu thần điện tử tế vầy công vẫn cảm thấy một hồi mê vội cảm giác. Sau đó, siêu phẩm thần binh tiền thiền trì khí, thịnh đình oanh hướng tử y, bạch y điện sĩ. Bắt giặc phải bắt vùa trước, liên giật ra tay mục tiêu chính là hai tiền đầu lĩnh cường giả. Lòng ủy tác dụng, hai đại điện sĩ thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Phá tiên kiếm khí, dùng trạng thái phá hủy hết thảy quét ngang. Đến năng lượng hùng hắn, đã vượt qua cực hạn mà bọn họ tưởng tượng. Bật đặc dĩ thân hình của hai đại điện sĩ tránh né phá thiên kiếm lập tức vòng vây lộ ra một lỗ thủng lớn ảnh vệ hộ giá phá vòng vây lý giật thấp giọng quát thân hình cực tốc biến huyễn hình thành đạo đạo tàn ảnh phá thiên kiếm trong tay căng giống như ngọn núi đầm tới đây là ủy lực đấu thánh cường giả cùng siêu phẩm thần bình tổ hợp vài hồng y tư tế tránh không kịp bị phát thiên kiếm quét trúng lập tức huyệt đều tại chỗ dù cho không có lập tức ngã xuống cũng bị chém mất tay chân muốn đi sao không dễ như vậy đâu. Một mực không có mở miệng, bạch y điện sĩ nhìn cung hoàn cùng thiên ma thanh nữ đang muốn lào ra lỗ hổng Hắn cũng không dừng tay, tay quyết tung bay, một đạo không gian giam cầm lập tức ngăn chặn thiên ma thanh nữ. Cũng bài thiên ma thanh nữ xem thời cơ cực nhanh, ngạnh xanh xanh dừng lại thân hình. Bạch y điện sĩ tay quyết lại biến đổi, không gian giam cầm phát ra ba động kịch liệt, hóa thành hình thú hướng hai người thôn vệ đến thiên bà thanh nữ thực lực tuy không thấp nhưng cũng chỉ là đấu tôn cường giả đối kháng cầu gian pháp tắc đấu thánh cường giả hiển nhiên là không thể mà lý giật lúc này đang cùng vài đấu tôn dày dừa một chỗ hộ giá hộ giá nhìn ra con điểm hùng hiểm quanh thân cung bản bắt đại ảnh vệ nhất thể hiện thân Đầu khi kích phát đến mức tận cùng không cố kỵ đánh về phía không gian bà động tám đoàn huyết vụ cơ hồ nổi lên ảnh vệ cũng huyết nhục thần thể miễn cưỡng hóa thành hóa giải không gian năng lượng công kích hướng về thiên ma thánh nữ cùng với cung bản hóa giải đi một huyết tinh giải đặc làm lý giật huyết mạch sồi sục một chiêu chú tức đấu kỹ bức tiền đấu tồn cường giả lùi lại lý giật nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo đấu khí cột sáng lao về phía bạch y điện sĩ có thể cảm nhận được một đạo cột sáng hoa lệ này ẩn chứa năng lượng đáng sợ như thế nào bạch y điện sĩ căn bản không rảnh quan tâm đến thiên ma thánh nữ điên cuồng bố kết không gian lá chắn lý giật phá vòng vây đám ảnh vệ sống chết hộ giá thiền mà thanh nữ mang theo cùng bản mà đào thoát tuy nói thì lâu nhưng thời gian cũng hơn bởi giây ngắn ngủi mà hơn bởi giây này năng lượng sống tới cường độ đạt tới trình độ làm cho người xem cảm thấy sợ hãi năng lượng kịch liệt và chạm phát ra những tiếng độ vàng điếc tai rất nhanh đem cái điều điểm này chuyển rời lên bên kia lờ mờ có thể nhìn thấy đầu khi quang hoa lập vẻ bất định trong bầu trời đêm mười mấy cường giả hướng bên này bành phút đến Thời gian. Linh giật cần tranh thủ thời gian quý giá cho Thiên Mà Thánh Nữ. Trong này, cách đại bản doanh quân đội tình linh tộc cũng không quá xa. Với thực lực Thiên Mà Thánh Nữ mang theo cùng bản bay đến quân đội tình linh tộc nhiều nhất là 20 phút. Trừ đuổi bắt, Linh giật tính toán hắn ít nhất cần tranh thủ 10 phút thời gian nữa. 10 phút thời gian cũng không tính là quá dài, thậm chí còn phi thường ngắn ngủi. Nhưng đối với Linh giật hiện tại mà nói thì 10 phút xăm vào dài rằng dặc Bay đến nơi đây ngoại trừ hắc y điện sĩ đấu thánh cường giả còn có ân thập nương cùng vài vị cường giả tuyển sát một duy nhất là lục chỉ đào tiên cũng không có bỏ đá xuống giếng hoặc là khoanh tay đứng nhìn mà là bay đến bên người lý giật vẻ mặt bình tĩnh cùng lý giật đứng ở cùng một chiến tuyến lý giật còn muốn phí công phản kháng sao vô số tuyển đình cường giả vây quanh hắc y điện sĩ nhìn lý giật giống như là nhìn chút thức ăn trong đĩa mà trên thực tế mọi người đều cho rằng là như vậy Lý giật cùng lục chỉ đạo tiên cường thịnh trở lại, cũng chỉ là đấu thánh, mà không phải đấu thần. Tuy lục chỉ đạo tiên đã tiếp cận biên giới đột phá, nhưng đấu thánh chính là đấu thánh, đấu thần chính là đấu thần. Trong lúc này hoàn toàn khác nhau, có thể cách biệt một trời một vực để hình dung. Chẳng lẽ hạng y điện sĩ các hạ cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Lý giật trả lời, làm hạng y điện sĩ lập tức cảm giác mình có điểm gù chuẩn. Năm đó ở thiên hồ, trước mặt vô số cường giả cùng đấu thần điện tổng điện chủ lý giật đều không có khuất phục tiểu tử này chính là người không thấy quan tài không rời đệ Chiều hàng đối với loại người này mà nói hoàn toàn không có tác dụng được đã như vậy cũng đừng trách đấu thần điện hạ sát thủ chờ một chút lý giật chưa quyền nhiệm vụ của mình là tranh thủ thời gian có thói quen sở sở lên cái mũi chậm rãi nói điện sĩ các hạ ta hỏi một chút nếu người đêm nay giết chết ta mười ngày sau đánh cuộc đấu người làm sao hướng tới lực khắp đời giải thích đây? Cái này cũng không nhọc đến người hào tâm tổn trí. Bản điện sẽ rất cam tâm tình nguyện hướng chư cường tuyên bố đấu thần điện đã thanh trừ phản nghịch lý giật. Về phần đánh cuộc đấu, tình linh tộc nhân nếu như không buông tha có thể đúng hẹn tiếp tục. Được, rất tốt. Bất quá, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo điện sĩ các hạ. Lý giật, người muốn kéo dài thời gian sao? Hừ, chút tài mọn này, bản điện sẽ không cho người có cơ hội này cũng cần để cho người cơ hội có tiền phòng đế quốc thay đổi triều đại động thủ chúng cường giả đã sớm vận sức chờ phát động nghe được mệnh lệnh hắc y điện sĩ bàn tay ngưng tụ đấu khí giống như vô số quang hoa hướng lý giật cùng lục chỉ đạo tiền đánh tới Giới ưu thế tuyệt đối lấy nhiều đánh ít lúc này hơn bảy đạo đấu khí hùng hãn liên hợp công kích lý giật cùng lục chỉ đạo tiên có thiên đại năng lực cũng chỉ có thể hợp kỹ phòng ngự tiểu tử thối bổn tiền bị người hãm hại vì chút rượu thật sự là không đáng. Đảo tiền nói gì vậy? Người giúp ta có thể không phải là vì rượu mạnh đệ nhất tiền hạ chứ. Chúng ta có thể là anh em kết nghĩa cơ mà. Mẹ nói chứ. Lục chỉ đạo tiên nhịn không được phăng tục. Bổn tiền cũng không rõ bị người làm như thế nào cùng tiến đến. Rõ ràng không thể làm chung chuyện hư hỏng rồi. Hai đại đấu thánh hợp kỹ, dọc hết sức truyền tầm phòng cự. Những cường giả kia đấu khí muốn công phá cũng không phải trong một lát là có thể làm được. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Liên giật cùng lục chỉ đảo tiên duy trì liên tục lá chắn công kích. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thù nhỏ dần lại. Đảo tiên chẳng là người sống lâu như vậy không có biện pháp gì tốt sao? Biện pháp đương nhiên là có. Gặp quỷ à? Có biện pháp còn không sử dụng ra? Chẳng lẽ người muốn bị người tạo anh thành thịt vụ nào? Biện pháp này chính là người một mình treo chống ba phút công kích cho ta tranh thủ thời gian thi triển bạch hồ đấu kỹ, người có thể làm được không? Ba phút à? Đừng nói là ba phút. Nếu như lục chỉ đạo tiên rời khỏi hợp kỹ phòng ngự, với năng lực của lý giật một mình, chỉ sợ kiên trì ba giây đồng hồ đều khó khăn vô cùng. Đã như vậy, cái gọi là biện pháp của lục chỉ đạo tiên cũng chỉ là ảo giác. Không gian phòng ngự lá chắn bị áp xúc đến cách thân thể hai người, bất quá vài tức. Một khi đạo lá chắn này bị công phá, như vậy, chờ đợi lý giật cùng lục chỉ đạo tiên chính là kết cục bị đánh thành bánh thịt vụn. Tựa hồ đã thấy được loại kết cục này. Trên mặt hắc y điện sĩ rốt cuộc lộ ra vẻ mặt thoải mái. Phòng ngự lá chắn hiện tại chỉ vẹn vẹn cách công một tấc. Đám cường giả vây công ý chí chiến đấu đại thịnh, oanh ra đấu khí. Nhưng mắt thấy lá chắn của Lý Giật cùng đục chỉ đạo tiên cuối cùng cũng sắp sửa bị đánh nát. Tất cả mọi người cảm giác được, tại bên người của Lý Giật, một cỗ không gian ba động quỷ dị tuôn ra, loại không gian ba động quỷ dị này hiển nhiên không đến từ lý giật hoặc là lục chỉ đạo tiên mà là đến từ lực lượng ngoại lai nào đó cái không gian ba động quỷ dị này duy trì liên tục thời gian cũng không tính là dài sau đó tất cả mọi người phát hiện bên cạnh lý giật cùng lục chỉ đạo tiên xuất hiện thêm một người người này hoàn toàn trống rỗng xuất hiện nếu không với thực lực của đám cường giả này xuất hiện như thế đã bị oanh thành thịt vụn rồi người này vừa xuất hiện không gian lá chắn của Lý Giật cùng lục chỉ đạo tiên thiếu chút nữa bạo liệt. Thần tôn bôi ban. Nhìn người nọ, Lý Giật không khỏi lên tiếng kinh hô chỉ quyết không khỏi dừng lại. Chỉ lần trì trệ này, phòng ngự lá chắn xuất hiện đạo đạo vết rạn, cả phòng ngự lá chắn tràn đầy nguy cơ vỡ tan. Tuy không rõ vì sao người này xuất hiện ở đây, tại sao bị phấn đông tường giả vây công, nhưng xuất phát từ bản năng, tiền phòng đế quốc thủ hộ đấu thần lực lực bồi bàn vô ý thức, tay quyết vừa động. Đầu khí khống chế không gian, đem không gian chi lực rót vào phòng ngự lá chắn. Dĩ nhiên là thần tôn bồi bàn. Thời khắc mấu chốt lại xuất hiện thần tôn bồi bàn như vậy. Tuyệt đối, nhân phẩm bộc phát rồi. Ngày đó lực lực trước khi vẫn lạc, đem truyền tống ngọc bài giao cho Lý Giật. Không nghĩ đến ba năm sau, cứu được Lý Giật một mạng. Thần tôn rất nhanh cũng nhận ra Lý Giật. Chỉ có điều, đối với tên hủy diệt bách hòa giới, cho nên cũng không có quá nhiều hào cảm. Đây là có chuyện gì? Thần tôn, việc cái gì? Truyền tống ngọc bài ở trong tay của ngươi. Liên tiếp nghi vấn, thần tôn kia chẳng quan tâm tới địch vây công, liền hồi hỏi lý giật. Thần tôn à, vấn đề của ngươi có thể sau này lại hỏi được không? Trước tiên giải quyết phiền toái cái đã. Phiền toái này cũng không có thần tôn gia nhập mà chuyển cơ. Thế cục địch cường ta nhược vẫn rõ ràng. Chỉ là có thần tôn viện bình như vậy, phòng ngự la chắn bị áp xúc đến mức tận cùng, lần nữa lại quyết trương ra. Tại sao có nhiều người như vậy đánh người chứ? Cảm nhận được người công kích, thực lực không tầm thường, thần tôn trần trở bất định. Tạm thời không cần phải hỏi vấn đề này, đảo tiên xem ra kế hoạch của người là có khả năng áp dụng rồi đấy. Ừ, sợ là các người duy trì không được thôi, nhưng cũng không thể khoanh tay chịu chết được. Cẩn thận nào, bổn tiên sẽ buộc tay đấy. Lục chỉ đạo tiên chậm trái đem đấu khí của mình chậm lại, mất đi lực lượng đạo tiên và phòng ngự lá chắn lần nữa bị áp xúc. Trong thiên địa không có quy luật bắt đầu khởi động nguyên khí, bỗng nhiên như là nhận lấy được triệu hoán. Gió lốc xoay tròn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dẫn động không khí, hình thành đạo đạo kình phong, rất nhanh hóa thành một cái phễu gió, trực tiếp phi tốc qua tay quyết biến ảo của lục chỉ đạo tiên. Các thiên địa phải biến đổi, không có gió, hết thảy đều động lại. Ngoại trừ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tầng tầng mây đen, tầng mây ép tới cực thấp, chỉ chít cùng một chỗ tối đen vô cùng. Năng lượng kinh người từ chỉ quyết lục chỉ đạo tiên biến ảo mà không loạn. Mọi người ở đây thế bạch hồ đấu kỹ năng lượng kinh người như thế cũng thật hiếm thấy. Hợp kỹ phong ngự, hoàng sợ một chút, hàng y điện sĩ quát một tiếng, chúng cường giả cấp tốc bố kết lá chắn, ngũ thải đấu khí quang hòa tại vô tận áp lực lóe ra làm cho người ta bất an áp lực buồn lỏng lý dần cùng thần tôn bây giờ thần hình lắc lư lập tức vọt đến sau lưng lục chỉ đạo tiên và lúc này lục chỉ đạo tiên cao sai bài khổ đấu kỹ cũng xúc thế xong giữa không trung mây đen đồng hậu như cái phễu hấp dẫn gió sau đó cao tốc xoay tròn từ hồ năng lượng vũ trụ đều bị hút lấy không còn nữa ngoại trừ hướng chúng cường giả đấu thần điện trầm trọng đè xuống mây đen ẩn chứa năng lượng làm cho người ta kinh hãi trong không gian hết thảy đều biến mất. Thành âm cực kỳ nặng nề vang lên, vài tên hồng y tư tế, tù vị khá thấp, trực tiếp thật kiếu chảy máu, cũng không phải bị năng lượng bạch hổ đấu kỹ kích thương, mà là cực độ kinh sợ, bị tự thần đấu kỹ cát trả. Đấu thần điện chúng cường giả hợp kỹ, bố kết phòng ngự có tác dụng bấu chốt, sóng xung kích cuồng hãn giống như là cơn sóng động trời, phương viên ngàn mét tan tành. Lục chỉ đầu tiên đánh ra chiều đấu kỹ này, Lý giật cảm giác huyết nguyệt cuồng cương của mình sở trưởng nhất, đơn giản chính là tiểu nhi. Cao tình đấu thánh, cùng cao sai bạch hổ đấu kỹ tổ hợp lại, có uy lực lớn như vậy. Nếu như là đấu thần cường giả cùng thanh long đấu kỹ, Lý giật cũng không tưởng tượng được lúc đó tạo thành cái dạng phá hoại gì. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi đi. Lục chỉ đạo tiên đấu kỹ tùy thật lợi hại, nhưng đấu thần điện trừ cường hợp lực phòng ngự, lực lượng ngang nhau, đúng là trọi cứng chiều bạch hổ đấu ký cao dài ấy. Đúng vậy, nếu không chuồn đi, mấy lão bàng quỷ này cũng đánh ra mấy chiều đấu ký lợi hại, thật đúng là chết không có chỗ chuồn thay. Lý giật trong lòng thầm nghĩ một câu như thế. Đầu bên kia của khuê khắc hạp cốc, động tĩnh cực lớn, đương nhiên làm cho quân đội tình lình chú ý. Lúc này Lý giật, lục chỉ đạo tiên cùng thần tôn chạy đến hạp cốc. Ở giữa không trung đã thấy vài tên phong hệ mà pháp sư đón ở đó rồi cảm kích trừ thần vạn năng chỉ huy chúng ta rốt cuộc đã trở lại những ma pháp này kích động từ đáy lòng thiên ma thánh nữ cùng cung bản sớm đã chạy tới bất quá bọn họ bị tình hình tộc khoản đái cũng không được hảo hữu lần này cung bản từ tiên phong đế quốc mang đến hộ vệ cùng ảnh vệ đều ngã xuống đốc thần điện mặc dù bị cao dài bạch hổ đấu kỹ của lục trị đạo tiên làm cho ăn không ít thiệt thòi nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong nghe được tin lý giật trở về Thi đấu phàm vội vàng chạy tới. Vị võ chỉ huy này nhìn có chút tiểu tụy. Những ngày này lo liệu quần vụ, tại vì tương lai tinh linh tộc cùng đánh cuộc đấu sắp bắt đầu mà lo nghĩ. Lý giật, người trở về là tốt rồi. Thi đấu phàm thở dài một hơi, dưới áp lực cực lớn, thi đấu phàm tình linh kiên định cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Thi đấu phàm vất vả rồi. Lý giật vỗ vỗ bả vai thi đấu phàm, xoay người nhìn qua khuế khắc hạp cốc chú ý cảnh giác động tĩnh bên kia. Nói không chừng, Đức thần điện còn muốn trả thù chúng ta đấy. Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Một chút tiểu xung đột mà thôi. Bật quá, ta càng tin tưởng, Đức thần điện chỉ có thể nhận bại. Giới thiệu với người, vị này là cung bản các hạ, thiên phòng đế quốc hoàng đế. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, nàng là mẹ của ta. Đúng rồi, à, nương tên là gì nhỉ? Toàn thể phun huyết té xỉu. Điều này cũng không trách lý giật được từ nhỏ Lý Hàn, ngẫu nhiên nhắc tới chuyện cũ của mình, đều là mẹ ngươi, mẹ ngươi, cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua danh tự. Lý già đối với thiền bà thanh nữ lại lịch càng giữ kín như bưng, căn bản là không có dám ở trước mặt, hắn mà nhắc tới. Cho nên Lý giật biết đến bây giờ còn chưa biết vương danh mẫu thân mình. Thiền bà thanh nữ khổ sở cười đáp. Giật nhi, mẹ người tên là Hinh. Vừa nói như vậy, Lý giật nhớ tới, mà quỷ kia đều cho trong Lý giật trong lúc lơ đáng có xưng hồ hình nhi. Ê chà, mẹ ta là Dương Hinh. Về phần hai vị này, thì đấu phàm, chúng ta vẫn khí không tệ. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh cường giả đấu thần đại lục. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta nắm chắc đối phó được đấu thần điện. Lý giật, ta khi nào thì nói giúp các người chứ? Thần tôn lúc này cũng nhịn không được nữa. Thật sự là không giải thích được. Làm sao bị truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này. Hơn nữa vừa xuất hiện, thiếu chút nữa đã vòng mạng. Thần tôn, bây giờ tâm tình thật sự không tốt. Đúng rồi, thần tôn à, người tên gọi là gì? Ta không có tên, chính là thần tôn đây. Lý giật, người tới đây, ta có lời cùng người muốn nói. Thần tôn, ngoài vẻ mặt âm trầm, đi về một góc hẻo lánh quân doanh. Ây già, không biết vị thần tôn này biết được tin tức lực lực ngã xuống, sau đó có tình huống dạng gì. Lý giật nhất thời có chút sợ hãi, sợ hãi muốn đem cái tin tức kia nói ra. Lý giật, mời người nói cho ta biết vì cái gì thần tôn ngọc bài lại ở trên người của ngươi. Từ hồ cũng có dự cảm bất tường, thần tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì thần tôn này tuổi còn trẻ, lúc mới quen Lý giật hơn 30 năm tuổi, lúc này cũng không đến 40 tuổi. Nhưng cùng lực lực lâu ngày quan hệ, người tuổi trẻ hoạt động đều có phong phạm trầm tĩnh. Thần tôn à, ta muốn nói cho người một tin tức phi thường bất hạnh có lẽ người đã biết tin tức bất hạnh sao người nói là cái gì ta không biết lực lực hắn chết rồi như bị xét đánh thân thể thần tôn chấn động một chút sau đó không ngừng lay động ngay cả đứng lên đều trở nên khó khăn hiểu ra hắn thực lực đấu thánh cường xạ dạ, năng lực khống chế tâm thần cũng rất mạnh có thể tạo thành trạng thái thất thần như vậy chỉ có thể nói rõ lực lực đã chết đối với thần tôn mà nói đã kích thực sự quá lớn. Thần tôn, hắn đã chết rồi sao? Bàn đây bả vai của Lý Giật, dùng sức lay động, thần tôn bây giờ dựa chọn tựa hồ muốn từ chỗ Lý Giật tìm câu trả lời khác. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đấy. Không, không có khả năng. Đối với thực lực của hắn, đấu thần đại lục căn bản không có khả năng có người giết được. Gạt ta, Lý Giật, người tại sao phải gạt ta? Kỳ thật, người cũng biết, ta căn bản cũng không có gạt ngươi. Lý giận không có thoát khỏi, mà là mặc hắn lay động thần thể của mình. Chính người là tự lừa gạt mình. Nếu như lực lực còn sống, truyền tâm ngọc bài không có khả năng ở chỗ này của ta. Nói cho ta biết, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Người trước hết bình tĩnh một chút đã. Thế thần tôn yên tĩnh một chút, Lý giận cũng cần tỉnh táo mà đem sự tình nói trong một lần. Ít nhất, lực lực ngã xuống cùng mình không có nửa điểm trách nhiệm, mà muốn đem toàn bộ trách nhiệm cùng thêm mắm giảm muối đổ lên trên đầu của đấu thần điện thật là vất vả mới làm thần tôn tỉnh táo lại lý giật lúc này mới đem chuyện phát sinh ở tiền hồ nói ra nghe xong lý giật tự thuật thần tôn đứng lên mục quang phóng hỏa nhìn thẳng bên kia khuê khắc hạp gốc, nghiến răng nghiến lợi nói đấu thần điện lão tử muốn diệt môn các ngươi lý giật vội vàng giữ chặt khuyên nhủ thần tôn à người chết thì chết rồi thần tôn chính là đấu thần điện tổng điện chủ hắn cũng không tại khuê khắc hạp cốc Bật quá người yên tâm đi dù cho không cần người xuất hiện ta cũng vì thần tôn báo thù không cần gọi ta là thần tôn lý giật, ta ta trước kia gọi là bác nghĩ bác đệ tháp người báo thù cho thần tôn nhà ta là việc của ngươi xin đừng ngăn cản ta bác nghĩ bác đệ tháp lý giật thanh âm cũng nghiêm nghị nói người nghĩ rằng ta không nghĩ báo thù cho thần tôn lực lực sao bất kể thế nào mà nói thần tôn lực lực là vì ta mà chết ba năm qua mỗi thời buổi khác ta đều nghĩ đến làm thế nào báo thù nhưng thế thực lực của chúng ta đừng nói đối phó với đấu thần điện tổng điện chủ chính là chín đại điện sĩ liên thủ cũng không có thoải mái đâu xúc động thì làm được cái gì chỉ có thể phí uổng tánh mạng của mình mà thôi tiếc rẻ tánh mạng của mình không thể báo thù cho thần tôn sao tánh mạng của ta là do thần tôn lực lực ban cho vì hắn mà chết cũng là việc phải làm từ khi nghe được lực lực đã chết cảm xúc thần tôn bây giờ vẫn ở vào trạng thái điên cuồng. Lý giật chỉ có thể dùng thanh âm càng lớn tới thức tỉnh hắn. Chúng ta nếu tòi mạng, thù thần tôn ai báo để chứ? Bạc nghĩ bao để tháp, người tỉnh lại đi. Đừng tưởng rằng thần tôn đối với người có ẩn có nghĩa. Hiện tại, ta có cơ hội đánh tan đấu thần điện. Vì cơ hội này, ta đã đợi 3 năm. Nếu như chúng ta có thể ở trong cơ hội này, đừng nói là tru sát tổng điện chủ, chính là diệt cả đấu thần điện, xóa tên tại đấu thần đại lục cũng không phải là không được. Rốt cuộc, bác nghĩ bác để tháp tựa hồ bị đả động. Mộ quang huyết hồng chậm rãi khôi phục lại bình thường, sững sơ nhìn lý giật. Lúc này mới chán nản ngồi ở bên cạnh một tảng đá, thấm khổ ôm lên đầu của mình. Được rồi, bác nghĩ bác để tháp, người cần yên tĩnh một chút. Nếu như người tỉnh táo còn liều lĩnh đi tìm đấu thần điện điều mạng, ta cũng sẽ không ngăn cản người nữa. Nhưng nếu người đối với kế hoạch của ta có hứng thú, người có thể tùy thời gia nhập với chúng ta. Ta hy vọng người sẽ không hối hận khi lựa chọn như vậy. Nói xong, Điên Giật vô vộ bả vai bác nhị bác đề tháp, sau đó về trại doanh trại quân đội tình đình tộc của mình. Trải qua nhiều ngày như vậy, tình đình tộc không có nhàn rỗi, ít nhất đại bản danh tu kiến thành một tòa nhà. Sau khi bố trí ổn thỏa lục chỉ đạo tiên cùng bản cùng thiên mã thánh nữ, Điên Giật triệu tập cao cấp tướng lãnh tình đình quân đội hỏi tình hình bây giờ. Đấu thần điện cùng ma tộc trong lúc lý giật rời đi mười mấy ngày cũng không có dị động gì chỉ có chút mà thú đơn thường độc mã xông qua hạp cốc trở thành con mồi của tinh linh tộc chiến sĩ mà tinh linh tộc bởi vì đánh lui ma triều sĩ khí chưa từng có đại quân cũng đã tập kết đúng chỗ tổng binh được đạt đến gần mười vạn người mười vạn tinh linh quân đội là binh lực cực hạn của tinh linh tộc có khả năng điều khiển đủ thấy tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc đối với trạng nguy cơ này coi trọng đến như thế nào biết được công mười vạn tinh linh đại quân lông mày của lý giật không khỏi nhíu lại áp lực này cũng quá lớn đi điều này nói lên hắn chỉ là một sát thủ mà không phải là một tướng quân khống chế một tri quân đội khổng lồ như vậy cũng không phải là dễ một cái quyết sách của mình ảnh hưởng đến tánh mạng hàng ngàn vạn tinh linh tộc nhân áp lực lớn chưa từng có trao đổi ngắn ngủi xong xuôi lý giật gọi thi đấu phạm lại có một việc lý giật cảm thấy không dễ nói ra miệng thì đấu phạm huỳnh đệ những ngày này thật là vất vả cho ngươi rồi. Thì Đức Phạm cười nói, Liên giật huynh đệ nói gì vậy? Ngươi là một nhân loại cường giả, vì tinh linh tộc chúng ta có thể quên cả sống chết. Ta vì tộc nhân của mình, đây là nghĩa bất dung tử, tại sao vất vả chứ? Là ta khách khí, thì đâu phàm mà, nói chuyện đứng đắn nhá. Đối với đánh cuộc đấu, ngươi có lòng tin không? Đây là một vấn đề nghiêm túc, thì đâu phàm lo lắng sau nửa ngày, sau đó mới hồi đáp ta không biết, đâu khí nhân loại các người cùng tình linh tộc cùng tiến mà Pháp chúng ta hoàn toàn không cùng một hệ thống. Ngoại trừ đã cùng gây giao thủ, ta cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Bật quá ta nghĩ, đối với địch nhân của ta mà nói, hắn có lẽ càng không biết, bởi vì hắn càng không có kinh nghiệm cùng tinh linh tộc chiến sĩ giao thủ. Lý giật nhà gật đầu, thế nhưng cũng không đồng ý lời nói của thi thiếu phạm. Người nói có lẽ không sai, nhưng trước tiên ta cùng người giao thủ, cũng không có kinh nghiệm cùng tinh tinh chiến sĩ chiến đấu. Người phải biết rằng, tham gia đánh cuộc đấu đều là cường giả, không có ai có thực lực dưới ta. liên giật ý tứ tùy biểu đạt uyển chuyển, nhưng thi đấu phàm lập tức hiểu ngay. Hắn đối với lý giật không đánh lại. Như vậy, tại đánh cuộc đấu đối mặt với đối thủ lại càng mạnh, phần thắng liền có thể nghĩ. Lý giật huynh đệ, ý của ngươi là sao chứ? Đang mang đại sự tổn vong của tình linh tộc, thì nếu phạm huynh đệ, xin tha thứ ta nói thật. Cũng không phải ta xem thường thực lực của ngươi, mà là ta cho rằng để cho một nhân loại cường giả đi ứng chiến, khả năng nắm chắc càng lớn hơn đấy. Nhân loại cường giả, người chỉ là vị ấy sao? Lục chỉ đạo tiên cùng thần tôn, đạo tiên thực lực trên cả ta. Điểm này không có gì nghi ngờ. Về phần thần tôn, thì hắn từ nhỏ, bên người một đấu thần cường giả tu luyện. Tuy kinh nghiệm thực chiến không nói là phong phú, nhưng tù vị bác đại tình thâm, ngay cả ta cũng không bằng. Ý của ta là để cho bọn họ cùng đi với ta tham gia đánh cuộc đấu. Đối với một tình linh chiến sĩ cao ngạo mà nói, lâm trận bỏ chạy là một loại sỉ nhục không cách nào tha thứ. Tuy thì đấu phạm cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, nhưng quan hệ vận mệnh tinh linh tộc đại chiến thì đấu phạm cảm giác có chút thất vọng. Ta tin tưởng quyết định của ngươi, Lý Giật Huỳnh Đệ, đánh cuộc đấu giao cho ngươi ta sẽ toàn lực chỉ huy quân đội hậu thuẫn cho các ngươi thì đỗ phạm cất bước đi đến giật xoay người trở lại trận doanh đang chuẩn bị tiến hành tu luyện không ngờ mới xoay người sau lưng có tiếng gió sau đó một người mau lẹ tiếp cận chính mình từ phía sau bừng kín ánh mắt của hắn là ai lý giật âm lãnh quát một tiếng giả bộ như không biết lại nghe cùng vô xong cố ý thù giọng nói người đoán đi đây cũng không phải là phong cách của cung vô song. Vị mỹ nữ cường thế này, khi nào thì cũng như tiêu nữ đùa dẫn như thế. Lý giật nội tâm vừa động, cố ý nói. Lý bằng tỷ, là nàng sao? Rõ ràng cảm giác được tay cung vô song rung động, ngữ khí cũng trở nên có chút cổ quái. Không phải, lại đoán đi. Vậy nhất định là lạc thủy bội muội Lý giật. cung vô song đột nhiên buông tay quát lên một tiếng bạo giống kinh thiền quỷ thần khiếp. À, vô song tỷ không có ý tứ không có ý tứ mà tại trong mắt của ta người vẫn là nữ thần hóa thân thành thục nữ vàng vàng à ta thật sự không ngờ người đã chơi loại trò chơi tiểu cô nương này đến giật vừa nói xin lỗi nhưng trong lòng thì suy ngẫm không nghĩ tới cùng vô song phản ứng kịch liệt như vậy lần này thử đúng là cũng khiến cho người ta lo lắng hai đại mỹ nữ kia khuê khắc học cốc ở cùng một chỗ tùy thời đều có thể xuất hiện trong đại quân doanh tinh linh tộc khi đó, người là cố ý sao? Cùng vô song cũng không trần, lúc này đã có chút ít trì hoãn chất vấn. Người nhất định là cố ý trêu chọc ta, xem bộ dáng của ta, người vui vẻ vô cùng. Lý Bằng, Lạc Thủy, một người ở phía xa xa thiên phong Thế quốc, một người tại thần Long Cảng, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Gặp quỷ rồi, không phải là người nghĩ các nàng đang đến ở đây sao? Thế cùng vô song đầu óc cũng có chút hỗn loạn. Dù sao đối với một nữ nhân mà nói, Chuyện như vậy không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Ta không cố ý chọc giận ngươi. Ây già, Lý Bằng cùng Lạc Thủy, các nàng ở khuê khắc hạp cốc. Ta lần này đi ra ngoài đều gặp. Các nàng thật sự đã đến đây sao? Cùng vô song cảm xúc lại khẩn trương lên, nhưng biểu lộ khẩn trương rất nhanh trôi qua, cố ý lại biểu hiện không sao cả. Lý giật liền đem chuyện gặp phải, hai nữ tranh đấu tại khách tiếm, còn mang các nàng đến khuê khắc hạp cốc thuật lại một lần. Đương nhiên có chút nghi Chi tiết trong khách sạn cũng không nói. Lý dần không có nói ra. Cuối cùng Lý giận mới nói tiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hiện tại đã nắm giữ một chỉ lực lượng không đỏ. Vốn chuyện này vô song đi làm sẽ ta yên tâm. Nhưng lúc đó cũng chỉ có hai nàng mới có thể sử dụng. Không có gì là lạ. Tình định gần trong càng tức. Cùng vô song vui mừng gặp lại lập tức cảm thấy thất bại. Hơn nữa, đến một lần là hai nàng đối với nữ nhân nào cũng vô pháp cao hứng được. Tốt lắm, đừng có nóng giận nữa, nói chính sự đi. Vấn đề này thật đúng là phiền người đi một chuyến. Hai ngày nay, vô sóng vất vả rồi. Lúc này bên ngoài hàm cốc, cùng Lý Băng Lạc Thủy liên hệ, ta cùng các nàng thành lập phương thức liên lạc. Để tình huống có biến, thì các nàng có thể cùng chúng ta trong ngoài hữu ứng. Lý giật nói đến chính sự, cùng vô sóng cũng vô pháp phản bác, ôn hòa đáp ứng. Chính sự vừa xong, tiếp theo chính là tà việc. Vô song tỷ, trên tay nửa tháng có nhớ ta không? Không nhớ. Không có khả năng. Ta thường xuyên cũng không có việc mà hát gì. Chẳng lẽ còn có minh nữ khác nhớ ta sao? Vô song tỷ, không cần vô tình như vậy. Ta mỗi lúc trời tối đều nghĩ đến nàng đấy. Một mặt nói, lý giật tay đã ôm cái mũi dán vào cần cổ, người mùi thơm nhạt nhạt trên thân thể cùng vô song. Ghét quá. Cùng vô song dãi một chút, nhưng cước bộ không có gì động. Vì cái gì, nữ nhân rõ ràng yêu mến đều nói ghét ta chứ. Từ phía sau lưng cung vô song, hai tay lại dọc từ bên bụng không ngừng trượt nhẹ, nhẹ nhàng chậm chạp, nâng hai mảnh vải khuyến, giống như điện giật. Cung vô song không tự giác, ngầm khẽ một tiếng, thân thể có chút run run. Nơi này là quân doanh, lý giật, người không được làm vừa. Đúng, là quân doanh của ta, quân doanh của ta do ta làm chủ, vô song tỷ, người không phải sợ. Trên tay động tác càng thêm bừa bái cùng vô sòng thở gấp liên tục, thẹn thùng không đành lòng cự tuyệt, tự hồ có mấy phần trở mong. Khởi bẩm thống suất bỗng nhiên cửa đại danh bị đẩy mạnh ra, một tình linh chiến sĩ xông vào, nhìn thấy không khí mập mờ, tình linh chiến sĩ cũng vội cúi mặt nói, thống chỉ huy, ta, ta không cố ý. <laughs> một con kiến thật lớn, rốt cuộc để ta bắt được, có chuyện gì không? Cùng vô sòng, mặt đã sớm đỏ lên, chạy như gió cuốn vào trong phòng. Chỉ huy à, nếu không dễ dàng, đợi lát nữa rồi nói sau. Tiểu tử thúi, chuyện tốt đã bị người phá hỏng rồi. Không nói, có thể vãn hồi sao? Lý giật tức giận phất phất tay. Nói đi, nói đi. Đấu thần điện vừa mới phái sứ giả tới. Hẹn chỉ huy cầm mặt tại hạp cốc. Nói là thường thảo cụ thể công việc đánh cuộc đấu. Thình chỉ huy định đoạt. Vội như vậy sao? Suốt đêm đã có phản ứng rồi. Xem ra, đối với Lý giật mang đi cùng bạn cùng thiên ma thánh nữ Đấu thần điện cũng thật có chút cảm tức. Nhớ tới việc đêm nay, đi giật không khỏi mồ hôi lạnh đổ ra. Nếu không có thần tôn, ngoài ý muốn xuất hiện, đêm nay mình cùng lục chỉ đạo tiên đụng vào tiên lan địa võng. Thật đúng là hung hiểm vô cùng. Muốn toàn thầy trở ra, thật đúng là không thể. Cái này, kêu là người tính không bằng trời tính. Đấu thần điện nằm mơ cũng không nghĩ ra. Nửa đường có một cái đấu thánh cường giả xuất hiện. Sau đó, lục chỉ đạo tiên có thể đánh ra cào dài bạch hổ đấu ký mà thoát thân. Nói về sư giả, ta sẽ đến. Ngược lại muốn nhìn xem đấu thần điện rốt cuộc bày ra trò gì đây. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đến được. Nó như thế nào cũng muốn mấy lão quái vật kia ăn không khí. Thấy tình linh bình lính sắc mặt mập mờ lui đi ra ngoài. Lý giật tiện tay đánh trong một đạo không gian giam cầm, phòng bế cửa gỗ. Lúc này mới đi vào bên trong. Cùng vô song về mặt ửng hồng càng thêm vài phần vũ mị. Lý giật đi vào vội vàng chào tới. Người là sắc quỷ, còn không sợ à? Cùng vô song cũng không có biện pháp nói ra, bởi vì đôi môi đã bị một đôi môi khác dán sát vào. Khuê khắc hạp cốc, đêm nay gió cũng không nhỏ. Hạng y điện sĩ vẻ mặt âm trầm đứng ở trong hạp cốc, gió thổi làm áo trường sam nhất thời phiêu giật. Nhưng lãnh khí làm không khí cứng lại. Bên cạnh hắn, tự y điện sĩ nhỏ giọng nói thầm. Làm sao còn chưa tới, trời thật là lạnh. Bên kia, Bệnh y điện sĩ nhìn một cái. Vững tầm lên, đều là thân phận điện sĩ, làm sao còn xúc động như vậy chứ? Gió vẫn không ngừng thổi, ba thân ảnh bộ quang sẵn giọng giống nhau, ba đầu thất mà lạc. Nhưng bọn họ cũng không cách nào nhìn rõ, không cách nào nhìn thấy vài dặm trong trại doanh trại của Lý Giật xuân quảng nhộn nhạo. Nếu không, không biết tam đại điện sĩ có thể trẻ máu mũi hay không. Tiểu tử Lý giận này, hắn có thể không tới. Rốt cuộc, hãng y điện sĩ sẽ cảm giác ngu ngốc đứng chờ ở đây. Nếu hắn không đến, chúng ta đi thôi. Không đến, chẳng lẽ Lý Giật là người lật lọng sao? Vì vậy tiếp tục chờ. Một đêm lằn qua lằn lại, lúc này đã gần sáng sớm, hạp cốc gió càng lạnh hơn. Trong lúc này, mặc dù không có bằng đông bằng thế giới giá lạnh kia, nhưng cho dù là giá lạnh, đối với điện sĩ cường giả cũng không có chút ảnh hưởng, nhưng tình hình có chút đau khổ chật vật ẩn ẩn trên lông mi tam đại điện sĩ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng băng xương hơi mỏng cho đến lúc này hạp cốc đối diện một bóng người mới chậm rãi đi tới đúng là một người không có bất kỳ người nào đi bên cạnh điên giật toàn nhìn có chút lười biếng vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài không tình nguyện đứng cách tam đại điện sĩ ngoài trăm mét khoảng cách này lập tức cách xa phạm vi tam đại điện sĩ ra tay lão quỷ khuya khoắt không ngủ được gặp quỷ rồi rất nhanh trời đã sáng Các người cũng thật là tinh được tràn đầy Một chiêu bài khổ đấu ký kia của lục chỉ đạo tiên Cũng không có đem các người đánh thành tàn phế ư Lý giật Người cũng quá coi thường đấu thần điện Nếu một chiêu bạch khổ đấu ký Có thể đánh cho chúng ta tàn phế Đấu thần điện còn xưng là đệ nhất thế lực đấu thần đại lục sao Đấu thần điện Đệ nhất thế lực đấu thần đại lục à Ta làm sao lại không biết Tự y điện sĩ Người không phải đang nói khoác đấy chứ kẻ nói khoác chính là ngươi. Tốt lắm, đừng cãi nhau nữa. Tự y, ngươi cũng im miệng đi. Lý giật, nói tránh sự đi. Chính sự, cây mũi bụi nhà ngươi ấy. Chính sự, không thể đợi đến hừng đông nói sau sao. Hải lão tử ta, từ trong chăn đứng lên. Mọi người đấu thần điện đều biến thái như vậy hả? Lúc này Lý giật có chủ tâm khiêu khích. Bị Lý giật bỗng nhiên quá to, tam đại điện sĩ không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Tự y điện sĩ càng về mặt oán thầm lão tử còn trong gió rét đợi người nửa ngày đấy bất quá trở ngại uy nghiêm của hắc y điện sĩ vẫn nhìn xuống không nói lý giật đừng có kiêu ngạo đêm nay tìm tới ngươi chính là muốn thương lượng một chút còn cái gì mà cần thương lượng chứ đến lúc đó ở trong hàm cốc gặp đánh nhau một trận là được bản điện muốn trận đấu đánh của kia định tại ba ngày sau người thấy như thế nào lý giật không chút nghĩ ngợi hồi đáp được nếu hạng y điện sĩ vội vã chịu chết, bàn thiếu thành toàn cho ngươi. Lý giận cũng muốn sớm một chút, dù sao có lục chỉ đạo tiên, thân tôn cũng không dễ dàng gì. Đêm dài lắm mộng, bắt đầu đánh cuộc đấu sớm một chút, đúng là còn không được. Hạng y điện sĩ nhìn quanh hạp cốc rồi nói, mặt khác về địa điểm đánh cuộc đấu, cái hạp cốc này cũng không tránh khỏi quá mức chật hẹp, không bằng đồ địa phương khác đi. Đề nghị này đưa tới lý giật cảnh giác, không phải là muốn đùa giỡn gì đó sao? để cho công bằng địa điểm đánh cuộc đấu do người quyết định như thế nào. Được rồi. Liên giật nhất thời có chủ ý lựa chọn địa hình có lợi nhất cho mình. Nhân tiện nói, lần này đánh cuộc đấu là sự kiện trọng đại đấu thần đại lục trăm ngàn năm qua. Địa điểm tự nhiên cần lựa chọn cho kỹ. Nếu như vậy, chớ ta tuyển định lại phái người thông trì cho các người. Còn có một sự kiện cuối cùng. Trận đấu đầu tiên, hôm nay chúng ta liền quyết định cường giả xuất hiện. So sánh với địa điểm đánh cuộc đấu, vấn đề này càng mấu chốt hơn. Liên giật trong đội tầm cả kinh, trên bàn lại bất động thành sắc. Hạng y điện sĩ, người trước tiên nói về ba vị cường giả của các người tham gia đi. Bản điện gồm có ma thành thanh chủ, còn có một vị đấu thần điện các lão. Bên ta ba người, điện sĩ, các hạ đêm này đều được nhìn thấy là tại hạ cùng đục chỉ đào tiên và thần tôn. Thần tôn sao? Hạng y điện sĩ đối với tiền này cực kỳ lạ lẫm, về mặt hồ nghi nói chính là đấu thánh cường giả đêm nay đột nhiên hiện thân sao? Không sai, chính là hắn. Về phần thứ tự xuất trận, cái này đến trận đấu rồi nói sau đi. Hạng y điện sĩ lại kiên trì nói, tự nhiên muốn từ trước định ra, mà không đến lúc đó đám cường giả đã chỉ trích, chẳng phải tổn hại phong phạm song phương sao? Thì ra, hạng y điện sĩ lo lắng như vậy, y hắn là nếu như ấn định xuống, đến lúc bắt đầu đánh cuộc đấu, thứ tự xuất trận không có thay đổi nữa. Tốt lắm, hắc y điện sĩ, người nói thứ tự xuất trận đi. Đối với các vấn đề bấu chốt của đánh cuộc đấu, hắc y điện sĩ tự nhiên sẽ không khinh địch như vậy, hư lạnh một tiếng rồi nói, đừng có muốn đùa giỡn, bản điện cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta bằng vận khí mà quyết định, như thế nào? Cách làm này là công bằng nhất, nhưng cũng nguy hiểm thật lớn. Lý giật hiện tại thấy cách đánh tổ hợp là tốt nhất, để lục trì đào tiên đối phó mà thành thành chủ, hắn đối phó với hắc y điện sĩ thì tối thiểu hai trường này có tỷ lệ thắng rất lớn còn thần tôn cho dù không thể thắng cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục Điện sĩ các hạ không đói gạt người lục chỉ đào tiên đại biểu cho bên ta xuất chiến đơn giản là hắn và ma thành thành chủ có ẩn oán với nhau ngoài trường ma thành thành chủ hắn sẽ không cùng đối thủ khác giao chiến cho nên ý của ta là trận này bọn họ nhất định phải đấu với nhau rồi hai trường hợp còn lại thì tính bằng vận khí thôi Nói như vậy, tiểu tử thối có thể bảo trụ một trận thắng sao? Lý giận lo lắng nhất là lục chỉ đảo tiên đối với đấu thần tiện các lão. Thật là trận này hoàn toàn không cách nào nắm chắc thắng. Trầm ngâm sau nửa ngày, hạng y điện sĩ tự nhiên tự hỏi. Được, bàn điện nhường một bước. Nhẹ nhàng nâng tay, dưới chân một cục đá bị hút vào bàn tay. Sau đó, hai tay úp vào bàn áp. Còn lại hai trường hợp xem thiên ý vậy. Nếu những người đoán đúng cục đá trong tay ta, liền cùng ta đấu với nhau. nếu như người đoán sai liền đánh cùng các lão. liên giật gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. bất quá lúc này liên giật đã đoán sai. cái này có ý nghĩa là hạng y điện sĩ đánh với thần tôn, mà hắn thì đấu với đấu thần điện các lão kia. đấu thần điện các lão chính là siêu cấp quái vật. trời có biết bọn họ có tu vi như thế nào. nếu như nói các lão thực lực ở trên đấu thần điện tổng điện chủ, chỉ sợ cũng không có người phản đối ngay cả lý giật cuồng ngạo tại trước mặt đấu thần điện các lão cũng tự nhận không có phần thắng nói như vậy mấu chốt thắng bại ngay ở tại hạng y điện sĩ cùng bác nhị bác đệ tháp <laughs> bản điện kỳ thần rất muốn cùng lý giật các hạ quyết tử chiến xem xem ra lão tiền không có cho bản điện cơ hội này rồi hạng y điện sĩ sẽ đắc ý cực kỳ hắn khôn kéo tự nhiên nhìn ra được thần tôn tuy thực lực không tầm thường nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng hắn không cung cấp bậc đối với cái cánh cuộc đấu này hãng y điện sĩ tràn đầy tin tưởng so sánh liên giật ác liệt hơn nhiều ba ngày sau đánh cuộc đấu sẽ bắt đầu không muốn nói nhảm liên giật xoay người rời đi tình thế xác thực nghiêm trọng rồi chỉ có ba ngày thời gian liên giật rõ ràng trong vòng ba ngày chính mình nhất định phải làm một việc bất quá dưới mắt của hắn hắn càng cần đi làm một sự kiện khác hơn lúc này hắn phải trở lại ổ chăn của mình ôm thân thể mềm mại kia ngủ tiếp. Tưởng tượng như vậy, Linh Giật cảm thấy lấn cấn cả người lên. Nhưng điều làm cho Lý Giật có chút thất vọng, chính là khi hắn trở lại trong đại doanh của mình, cùng vô song đã rời đi, Lý Giật thất thần trong chốc lát, sau đó bắt đầu đi ngủ.